Dạ, Tài xin chào quý cô chú, anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Dạ, giờ này là 8 giờ 16 phút. Hôm nay là ngày thứ hai, ngày 25 tháng 9 năm 2023, nhằm ngày 11 tháng 8 âm lịch năm Quý Mão, quý cô chú anh chị. Thì cô chú anh chị có xem và cũng như là theo dõi cái kênh của em á, thì hồi sáng tới giờ là em chỉ đăng được có hai cái video thôi. Một cái video đầu tiên là lúc khoảng 10 giờ sáng hôm nay là em mới vào của chú anh chị, vì hôm nay em bị nói chung là sức khỏe không được tốt nên em vào trễ. Thì hôm nay là thứ hai đầu tuần, cũng không có khán giả nhiều ha, cũng không có gì đặc sắc, cũng không có gì đặc sắc hết cô chú anh chị, nên em cũng không có chia sẻ, đa phần là vắng khách rất là nhiều thôi cô chú anh chị. Còn buổi chiều khi trước khi về, hôm nay em về sớm một xíu, em có chào bác Năm, em ra về vì sức khỏe không được tốt nên em về sớm với cô chú anh chị. Hiện tại thì em đang ở nhà của mình ha. Thì mới vừa rồi em xem được một cái clip của một anh YouTuber quay ở trên mộ, nói về cái cô Năm Lăng Lăng La đó cả nhà, cô Năm Lăng La đó. Thì Tài cũng xin chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn như thế này ha. Thật sự mà khi mấy hôm rày nhìn vào những cái video, những cái thước phim của những cái các anh chị nghệ sĩ tổ chức cho long trọng, rất là long trọng cái ngày giỗ tổ sân khấu cải lương, thì cả nhà cũng biết ha, tất cả các cô chú bác lẫn anh chị mà đang hàng ngày đóng góp cho cái ngành sân khấu cô chú anh chị thì đều gọi là đau đáu nhớ về, cũng như là thương tiếc cho bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một người phải nói là rất là tài hoa ha, làm cho lòng em lại nhớ về bác Năm cả nhà. Nhiều khi mình không có làm gì được cho bác mà còn bị nói là soi mói hay nhiều chuyện hay là những cái gì đó. Thật sự thì mình tất cả đều muốn là tốt cho bác Năm thôi, chứ đâu có em đâu có được cái một cái lợi ích nào đâu, đúng không cô chú anh chị? Thì em cũng chia sẻ với cả nhà như thế này ha. Thì mọi người á, thì hay gọi bác Năm là những cái tiếng gọi như là bác Năm nè, cậu Năm nè, hoặc là chú Năm nè, hoặc là anh Năm nè. Đó, thì đó là những tiếng gọi thân thương dành cho một người nghệ sĩ tài hoa, một nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, trong lòng bao nhiêu là khán giả yêu mến mến mộ, từ Nam ra Bắc, từ Bắc vào Nam, từ trong nước lẫn ra ngoài nước. Thì em ở đó hơn 6 tháng qua cô chú anh chị, thì cả nhà cũng thấy ha, là em chứng kiến và cũng biết bao nhiêu là cái sự việc, biết bao nhiêu là gọi là nhân chứng sống là kể về nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, một người phải nói là rất là gần gũi thân thiện và coi như là đi tới đâu được bà con cô bác đón tiếp nồng hậu đến đó cô chú anh chị, nó gần gũi với mọi người ha. Thì hôm nay khi mà em về thì em có lướt qua, em thấy có một anh YouTuber quay một cái clip để tiêu đề là chiều ngày 25 tháng 9 nè, tới công chuyện cô Năm Lăng chuẩn bị về, bất ngờ quay lại chửi thẳng tại mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì em bỗng nhiên em thấy có một cái gì đó nó buồn buồn của chú anh chị, không biết là từ lúc nào mộ của bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh là một cái nơi để dành chửi lộn với nhau đó, để dành cái nơi mà gọi là bao nhiêu người thương mến mà đặt cái tiêu đề là giống như là để ở đó để kích kích động mà chửi nhau cả nhà, gọi là chửi thẳng nè, trong cái tiêu đề ghi là tới công chuyện gì đó, rồi cô Năm Lăng chuẩn bị về thì bất ngờ lại chửi thẳng mặt. Mình có mặt đó đâu mà chửi thẳng mặt, mà thực sự nó là em nói chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn luôn, cái cô mà Năm Lăng đó, Năm Lăng mà hay mọi người gọi là Năm Lăng La đó, một người gọi là gió bề nào che bề đó cô chú anh chị. Em đã khá là quen thuộc với cô này từ những ngày đầu tiên cổ lên, thật sự những ngày đầu tiên cổ lên ấy, nhìn cổ rất là hiền ha, em cũng chia sẻ luôn cổ rất là hiền, thì cũng có một cái gì đó thiện cảm với cổ, nói chung là cổ nói thẳng thắn, nhưng mà dần dần rồi á, con người nó lộ ra những cái bản chất, những cái tính xấu của mình, có sống hai mặt, nhiều khi trước mặt như vậy á, chứ sau lưng nói khác cô chú anh chị. Nếu cả nhà mình có xem theo dõi thì cũng sẽ biết cái bà Năm Lăng La này nơi bả như thế nào
là một cái con người nói như thế nào, chúng ta nó lặt lặt như bánh tráng vậy đó, nói trước nói sau là lặt lại liền cô chú anh chị. Thì cái tiêu đề này em cũng bất ngờ với một cái anh YouTuber này, ảnh dùng cái từ chửi thẳng mặt thì khác nào ảnh dùng cái nơi cái ngôi mộ của Bác Năm, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, là một người mà phải nói là biết bao nhiêu là được khán giả mến mộ, làm cái nơi gọi là chửi dành cho mấy ảnh quay để chửi hay sao đó. Giống như là ảnh kích động để cho giống như kích động để cho cổ chửi để có một clip một câu view cái nhà, nó thật sự dùng cái tiêu đề phải nói là không hay, không có một cái chuẩn mực, không có một cái văn minh tại mộ của một người Bác Năm, một người nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh của chú anh chị. Em thấy thực sự rất là buồn nha cô chú anh chị. Khi khi em biết được cái điều đó rồi á, thì em có làm cái clip này em muốn gửi đến cô Năm ha, gửi đến cô Năm cũng như là anh YouTuber này. Thì hồi nãy em cũng có đọc cái comment trên cái kênh của ảnh, là có một khán giả nói gì là chắc tối nay là anh đó, thì ảnh chắc ngủ ngon vì giống như có một người chửi thay ảnh hả giận đó. Thì cái đó là cái điều cái đó em không biết ha, cái đó là chuyện của khán giả, nhưng mà em có đọc được cái comment nó thật sự là tối nay ngủ chắc là ngon, nhưng mà ngon hay không thì tùy anh thôi. Nói chung là kênh của anh muốn làm gì anh làm, nhưng mà anh dùng cái tiêu đề em thấy anh thấy em thấy không hợp lý. Vì sao? Vì cô chú anh chị biết không, em nghe rất là nhiều cái lời nói của ảnh trực tiếp luôn, chứ không phải là em coi trên video. Ảnh nói là lúc nào cũng muốn đoàn kết, lúc nào cũng muốn vui vẻ đó. Cái tiêu đề anh đặt là đoàn kết, anh em đoàn kết rất là vui nó, không có chuyện gì đâu, mọi người hãy đoàn kết là vui vẻ. Nó ngoài miệng thì nó đoàn kết, nhưng mà ảnh luôn tìm cách để gọi là sao ta, ảnh luôn tìm cách để coi như là nhổ cái đinh trong mắt ảnh hay ra hay sao của chú anh chị. Nhưng mà em cũng chia sẻ với cái anh YouTuber này luôn, anh không nhổ không có được đâu, anh nhổ khó lắm, nói chung là khó nhổ lắm, tại vì trừ khi là người nhà lên tiếng thôi, chứ còn anh có 10 anh cũng nhổ không được nữa. Thật sự trừ khi là chị Hồng Loan lên tiếng hoặc là gia đình lên tiếng thì lúc đó thì may ra em ra cổng em ngồi quay, chứ còn anh cỡ cỡ như anh á, thì cỡ 10 như anh thì cũng chưa có nhổ được em đâu anh đó. Thì ngoài miệng á, thì anh nói là anh muốn anh em đoàn kết, nhưng mà trong lòng anh dao găm nhiều lắm của chú anh chị. Thì bây giờ quay trở lại với lại cái cô Năm Lăng La này, thì cái cô này á thì phải nói là gió chiều nào treo chiều đó, cậu muốn chửi ai thì chửi. Bây giờ nè, con nói cô nghe, cô nói á, là cô không cho con ghi hình cô, vậy thì bây giờ cô nói nè, mộ là mộ của Bác Năm, ba của chị Hồng Loan, thì chị Hồng Loan đó là quyền quyết định của chị Hồng Loan, em không có cấm con, thì cô cũng là một khán giả, cô đến đây cô đến viếng mộ Bác Năm, thì con đang quay mà cô bước vô khung hình của con đã nói mấy lần rồi, thì cái đó là chuyện của cô, còn chứ con đâu có lợi con phỏng vấn cô đâu, mà cô cho hay không cho đó là mộ ở Bác Năm, thì đó là cái quyền tự do của con quay. Còn với trường hợp cô không thích thì cô có thể né ra, con đang quay người khác chính cô là chuyện bình thường, điện thoại nó có nhiều cái góc lắm cô, góc rộng, cho dù cô đứng xa nó cũng thấy, đứng gần cũng thấy, miễn sao cô đứng vô trong cái khu đó là tất nhiên là sẽ dính cô rồi, cô không có quyền cấm con đâu. Và con cũng nói với cô biết như thế này, bây giờ hồi lúc trước á, thì con còn nói chuyện với cô, con phỏng vấn với cô từ mặt con vậy, chứ con cũng không có nhìn cô đâu cô không nhìn con, chứ con cũng không có thèm nhìn cô đâu, cô nó thật sự mà nói một câu không lễ phép, cô cũng không đáng với con nhìn đâu, nó thật sự. Tại biết sao không, tại vì cô chửi một người ta, cô chửi người ta xong á, cái thằng này nè, cái thằng YouTuber này nè, cái thằng quay cô á, cô đã từng chửi nó, chửi với cha mượn mắng mẹ nó, chửi người ta muốn đào mồ cốt mã người ta lên, cuối cùng cô cũng lại nói chuyện với nó à, thì đó thì cái đó vấn đề là cô thấy cô lớn tuổi rồi, cô đầu hai thứ tóc rồi, nhưng mà cô nói mà cô không có lựa lời, và trong cái lúc mà cô nói á, cô không có suy nghĩ ha, rồi sau này á, thì cô bị người ta chửi nhiều cô cũng biết ha, nói chung cô bị người ta cũng chửi nhiều lắm, chứ khen nói chung là người ta khen cô để người ta kích động cô cho người ta chửi, cho cô chửi thôi, thế là chắc con người của cô đầu hai thứ tóc rồi, nhưng mà cô á, nói ra mà cô không có suy nghĩ. Còn cái vấn đề nữa nó đây nè, người ta thường nói gì nè cô chú anh chị, có những thứ mà gọi là mua không được bằng tiền, nhưng mà mua được bằng rất là nhiều tiền đó, thì cũng áp dụng vào cái cô Năm Lăng La này luôn đó. Hồi trước tôi chửi chị Hồng Ngọc làm sao, chửi cũng cái kiểu muốn đào mồ cốt mã người ta, chửi người ta chơi trên chơi hơn, chửi người ta quá trời chửi, chỉ thẳng mặt chửi, ngồi ngoài cái đá chửi,
Tài cũng đã từng quay cô có nhiều bao nhiêu là cái clip cô chửi người ta, đập nón đập này đập kia rớt tùm lum đồ hết trơn. Hôm bữa cũng chị Nắng Xuân chị cũng có lụm cho cô cái mắt kiến, trả lại cho cô cũng thôi, mất tiêu mất kiến tội nghiệp ghê. Nó thì đó thì nó cô ha, cô chửi người ta, cô đập nón này kia nọ đồ, chửi thề luôn cô chú anh chị, không phải chửi bình thường đâu, chửi đờ mờ luôn á. Nó rồi chỉ thay mặt rồi nói Hồng Ngọc thế này Hồng Ngọc thế kia, còn bây giờ làm sao, người ta tặng cho cái giỏ hay là tặng cho quà gì đó, lúc đầu cũng bít cái miệng là không chửi nữa hả, sao không chửi nữa, bởi vì người ta nói là có những thứ mua không được bằng tiền thì có thể mua được bằng được nhiều, rất là nhiều tiền thì mua được hết đó. Đó thì cũng áp dụng vào cái cô Năm Lăng La này. Con nói cô không xứng đáng để con quay đâu, nó thật sự luôn, cô nói thẳng luôn, cô nói thẳng với con cũng chẳng có sợ gì cô cả. Mà hồi xưa á, cô chửi chửi cái thằng quay cô đây nè, cái thằng mà cô đã từng chửi một cái cặp lăng đó, cô chửi người ta lên bờ xuống ruộng hăm dọa đánh người ta này kia nọ, cuối cùng sao bây giờ làm sao, hăm dọa đánh người ta rồi cuối cùng chửi người ta, chửi cha mắng mẹ người ta, chửi như đào mồ cút mã người ta, rồi cuối cùng cô cũng thua một thằng con nít thôi, đầu cô hai tới tóc mà cô cũng thua một thằng YouTuber đó thôi, nhỏ tuổi hơn cô rất là nhiều lần, đáng tuổi con của cô đó. Cuối cùng cô chửi người ta, cô đúng là một người hồ đồ. Bây giờ con hỏi cô nè, vì sao cái con cặp lăng của cô không vô được, vì sao? Vì cô hồ đồ quá, cô nói chuyện mà cô nói chuyện như con nít vậy đó, cô muốn chửi ai chửi, cũng làm gì làm cái kiểu cô giống như làm cha thiên hạ, làm má thiên hạ vậy đó. Nào là lên nhà chị Hồng Loan để xin, nào là lên Hoa Viên để xin, vì sao người ta không cho vô, mình phải xem lại cái con người của mình nó, vì sao người ta không cho vô nó, cô phải coi lại ha. Để sẵn lên cái clip này, thật sự con rất là bức xúc vì cái tiêu đề của cái một anh YouTuber này nè đó, anh ghi á, là chửi thẳng mặt, mắc gì mà chửi thẳng mặt. Còn cái vấn đề cái Lư Hương á, cái Lư Hương á thì mỗi người có một cái suy nghĩ, đó là con làm YouTuber thì con quay con nói cho khán giả biết là cô dở cái nắp Lư Hương ra, thì cái đối với con đó là cái thiết về tâm linh, thì cái Lư Hương đó thì con nghĩ là bao nhiêu là cái gọi là lưu công đức của bác Năm nằm ở trong đó, thì mình có thể là cái đó để cho người nhà xử lý, mình chỉ lau chạm sơ sơ ở ngoài thôi, đừng đụng chạm, nhiều khi ảnh hưởng tới cái nội bộ gia đình người ta lục đục xào xáo, hoặc là gia đình người ta nó không có được suôn sẻ đó, làm như là mộ mộ cha cô hay gì mà cô vô cô đụng vô, cô đụng vô cô nói này nói kia, người ta không ai đụng chứ. Nói chung á, lúc trước á, không biết thì thôi, mình đã biết rồi á thì mình cố gắng mình đừng có đụng vô, mình chỉ là đụng sơ ở ngoài, mình lau chùi cho bác Năm thôi, cái đó là bày tỏ tấm lòng thôi. Còn cô là cô làm tắc tần tật lắm, như là mộ người thân của cô vậy á đó. Đó, cô làm như là cô không được, cô không hỏi hỏi ý kiến của ai chân, thì mỗi người có một cách suy nghĩ với nhau. Cô đối với cô là cô suy nghĩ là cô mở được, nhưng mà đối với con là con không được mở, con không cho mở. Vì sao? Vì có thờ có thiên có kiêng có lành, mỗi người có một cách suy nghĩ, cô không thể nào cấm được các cách suy nghĩ của người khác được ha. Thì cô mắc gì mà cô phải chửi người ta, cô mắc gì cô phải chửi con, đúng không? Mỗi người có một cách suy nghĩ, nói về tâm linh không có đúng ha, không có ai đúng hoàn toàn cả, thì mình có thể bình luận thảo luận cùng nhau đưa ra đóng góp ý kiến, đúng không? Còn cô nói là cô từ con này kia nọ không nhìn mặt, xin lỗi cô ạ, con cũng không có cần cô đâu, cô cho tiền con cũng không nói chuyện cô nữa, chứ ở đó mà nhìn nhìn chưa đâu, con sẽ từ từ con sẽ tìm ra những cái để cho khán giả biết người cô như thế nào, và có những người tiếp tay của cô như thế nào ha. Cái đó thì để sau này cô chú anh chị sẽ thấy được những cái clip em đăng lên cho cô chú anh chị thấy được cái bộ mặt của bả, chứ đừng nói ở đây chửi thẳng mặt ha. Còn hôm bữa có một clip nữa, em đã từng nói rồi đó, nó cái thằng YouTuber này nè, là nó quay rồi mọi người cùng nhau kích động muốn bà chửi để có clip để có view nó, rồi bà mới kêu thằng Tài 66 đang ngồi ăn cơm bên mộ ngoài á, rồi xong kêu kêu Tài 66 qua đi chửi để có view nó. Bây giờ thật sự em không biết đó, mộ cậu Năm, mộ của bác Năm bây giờ trở thành một cái nơi để chửi để kiếm view hay sao đó. Mà nó hồi nhau nó kiếm 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 bạn. Mà thật sự là cô lớn rồi, cô lớn rồi mà cô không có suy nghĩ. Đây nè, bây giờ con cho mọi người, Tài cho mọi người xem nghe nghe cái này nè. Cô nói con nghe. Đây nè ha. Bà nói cô Hồng Ngọc nè. Để cô nói con nghe là bà Hồng Ngọc bà cho một đứa mấy đứa mà chắc con hay bà đệ tử thì cháu vụ bà comment vô chửi cô, nói là cô là người chọt trên hoa viên để mới tháo mấy con hồng hạt, cái mày có đọc chưa? Nó thấy chưa? Thấy chưa?
Nói chung là em còn rất là nhiều cái để cho cô chú anh chị mình xem, nhưng mà em cho cả nhà mình xem một khúc vậy thôi, nghe một khúc vậy thôi, nhiều lắm cả nhà, một đoạn này tới nửa tiếng đồng hồ, nghe rất là lâu ha. Thì cô chú anh chị nào muốn nghe thì cứ em gửi cho nghe. Bà chửi nhiều lắm, bà chửi tất cả cái thằng YouTuber nào mà bà không thích. Giống như bữa nay là bà thích những thằng khác, nhưng mà biết đâu ngày mai không thích thì bắt đầu bỏ qua bà chửi à. Bữa nay bà không thích em, bà chửi em, nhưng mà ngày mai biết đâu lại bà thích em thì lại nói chuyện bình thường nó vậy đó. Nhưng mà xin lỗi à, đối với con nè cô, đối với con ha, là con rất là thẳng thắn. Cô chú anh chị đã xem từng clip của Tài 66 rồi thì cả nhà cũng biết, một khi đã không thích rồi là không bao giờ có sự là trở lại đâu. Nó đã sức mẻ rồi, quay trở lại nó khó lắm. Tài 66 nó không có diễn được đâu. Thà mất một người chứ không bao giờ kết bạn những người mà lặt bánh tráng như cô hay cô Năm Lăng. Năm Năm Lăng La đó, Năm là Năm Lăng La nó thật sự rất là buồn và thương cho bác Năm đã nằm xuống rồi. Mà hồi nãy nữa có một cái nữa, có một cái điều nữa này cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà vô xem cái clip của cái thằng YouTuber nó đăng đi ha. Mà cái khúc cuối á, bà chuẩn bị bà đi về, bà thắp hương, bà vái bác Năm, mà bà vái cái kiểu gọi là một cái nơi tâm linh, đi nhẹ nói khẽ, vái không ra vái, cười không ra cười, bà đùa giỡn, bà vừa thắp hương bà vừa cười, bà đùa giỡn vừa quay, bà cắm lên cái bà quay đầu bà nói chuyện ồn ào, rất là gọi là không có một cái gì đó gọi là tôn nghiêm. Bà vái mà bà cười bà nói mà không biết tâm bà vái cái gì nữa. Thật sự em thấy bà không có một chút gì đó là tôn nghiêm. Thôi thì em nói tới đây thôi cả nhà. Thì con cũng gửi lời đến cô Năm ha, cô Năm Lăng La ha, cũng như là cái anh YouTuber, cái anh đó anh nên đặt một cái tiêu đề để cho nó thiện cảm xíu. Mộ Bác Năm không phải là nơi để chửi chửi thẳng mặt đâu ha. Anh có thể là nói thẳng cái gì, cô Năm Lăng nói thẳng ví dụ gì cũng đâu cũng hay mà. Anh dùng cái chữ là chửi thẳng. Thật sự em thấy là nếu mà cái chữ dùng mấy cái từ đó chỉ dành cho những người mà gọi là không có hậu thức á, gọi là mấy người gọi là đi chăn dịch á, không hậu thức á, mới dùng mấy từ đó thôi để câu view câu like á. Còn những khán giả của anh nó chửi em á, là Tài là đàn bà thế này thế kia, tối nay chắc cái cô Năm Lăng chửi anh Tài chắc anh ngủ ngon. Hy vọng là anh ngủ ngon. Nhưng mà em nói anh biết, mình á nói được thì làm được, giống như á, mình nói là anh em đoàn kết thì mình làm phải đúng những cái lời mình nói, đừng có cái kiểu nói trước trước mặt khán giả nhưng mà sau lưng là làm khác. Không có phục đâu, người ta không có phục mình đâu. Thì bây giờ em cũng chia sẻ đến quý cô chú anh chị mình chút xíu gì ha. Mong là cô chú anh chị và các bạn xem đánh giá và cũng như là em nói đúng hay không, em không nói sai cả nha. Thật sự nói những người vắng mặt, tại ngày nay em không có mặt ở đó, em về sớm, nhưng mà em coi là cái clip em thấy quá trời bức xúc. Mộ Bác Năm thành một cái nơi để chửi và cũng như là nói chuyện ồn ào, khi khi mà bà Năm Lăng La nó lên, bà lên cái mộ nó như một cái chợ chứ không phải là cái nơi tâm linh của chú anh chị. Rồi em xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cô chú anh chị ha. Cảm ơn cả nhà đã quan tâm lắng nghe theo dõi cũng như là em chia sẻ nãy giờ. Cảm ơn cả nhà ha, em chúc cả nhà mình một tối vui vẻ, may mắn và thành công trong cuộc sống nha cả nhà. Xin chào, bye bye.